Tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, nơi đang thực hiện cách ly y tế có 376 cán bộ nhân viên, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bệnh viện sẽ tổ chức bầu cử ngay tại sảnh ra vào tầng 1 với một hòm phiếu chính, 3 hòm phiếu phụ, đặt một hòm phiếu phụ cố định cho khối hành chính, khoa dược, dinh dưỡng, nhà ăn, vệ sinh, bảo vệ và những người làm việc vòng ngoài khác. Hai hòm phiếu phụ số 2 và số 3 di chuyển đến các đơn vị để phục vụ cho cán bộ nhân viên trực tiếp điều trị, nhân viên các khoa khối cận lâm sàng gồm chẩn đoán hình ảnh, vi sinh, sinh học phân tử, sinh hóa, huyết học và truyền máu, kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh nhân đang điều trị, các phòng đang cách ly F1. Đối với hòm phiếu phụ số 2 và số 3, tổ bầu cử chuyển cùng hòm phiếu đến cửa khoa, các khoa bố trí nhân viên y tế mang phiếu, bút đến từng phòng bệnh, giao phiếu, hướng dẫn ghi và bỏ vào hòm phiếu. Tại các khoa, nhân viên sẽ bỏ phiếu trước, bệnh nhân bỏ sau. Đối với khoa có các bệnh nhân đã âm tính thì cho các phòng bệnh nhân âm tính bỏ trước, phòng bệnh nhân dương tính bỏ sau. Kết thúc mỗi khoa, chuyển hòm phiếu ra cửa, các bộ kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện khử khuẩn và di chuyển đến khoa khác. Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.